Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay xin gửi đến mọi người phần 3 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký, tác giả Yêu Đàm Hoa. Mình sẽ sơ lược qua ở phần trước. Thì Đan Nhược Tiên Tử, tức là Thuần Vu Tiệp, từ sự ganh ghét đố kỵ thì đã chuyển sang yêu thương và muốn trao trọn cả đời cho Á Tử. Cả Thuần Vu Gia Trang lúc đó thì đều đã nghĩ rằng Á Tử chính là Thuần Vu Kỳ, là đứa con trai máu mủ đã thất lạc của họ. Chính bởi vì sự dũng mãnh và hy sinh bản thân trước cường địch của chàng. Tưởng chừng như là mọi việc đã ổn thỏa, nhưng một điều bất ngờ lại đã xảy ra. Thuần Trang Chủ chính là Thuần Vu Hồng, sau khi đến Chi Phủ Khai Phong thì đã phát hiện ra Tể Khôi Nguyên. Và với những mô tả cũng như là những điểm nhận dạng không thể chối cãi, Thuần Vu Hồng lại bị lung lay tâm trí và cho rằng đây mới có thể là Thuần Vu Kỳ. Một bên là Á Tử, võ nghệ cao cường, dũng mãnh nhưng mại lại bị câm. Một bên là Tề Khôi Nguyên, tướng mạo tuấn tú, giỏi văn tài. Thế là một cuộc điều tra âm thầm được diễn ra. Vậy ai mới chính là Thuần Vu Kỳ? Xin mời mọi người cùng theo dõi ở những tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Sau màn giới thiệu thì cả bốn quái nhân đã được tiếp nhận. Họ là kéo đến tiểu xá của Vệ Cửu để dự bước tiệc đoàn viên. Tuy là vẫn thường liên lạc, nhưng cơ hội đông đủ cả 6 người như thế này thì rất hiếm. Và lại, Vệ Cửu là còn muốn thông báo cho các em một số việc. Nghe xong câu chuyện về chàng trai câm thần dũng Thuần Vu Kỳ, tức là Á Tử, một mình một kiếm đương cự với Đơn Nha Chân Quân, Lang Nha Mỹ Nhân Phục Lăn suýt xoa mà khen ngợi. Đấy, thế mới đáng mặt là thiết đảm anh hùng chứ. Tiểu muội là nóng lòng muốn diện kiến chàng trai tuyệt diệu ấy rồi đấy. Lão Ngũ Ngô Phương có tật hay bỡn cợt thì liền cười khẩy. Dẫu y có thiết đảm anh hùng chính hiệu cái gì thì cũng té xỉu vì nụ cười của Lục Muội thôi. Úi xời. Ý của gã là ám chỉ hai chiếc răng sói của Sầm Tú Linh. Cả bọn thì phì cười, nhưng Lăng Nha Mỹ Nhân thì thản nhiên mà đáp. Này, chưa chắc đâu đấy. Đại công tử thầm oai lầm lẫn như thế, lẽ nào lại sợ ma ư? Lão Tứ Đố Sung cười hề hề. Ừ thì cứ mời y đến đây là biết ngay thôi. Ta là đánh cược với Lục Muội 100 lượng bạc đấy. Y mà rú lên bỏ chạy chính là muội thua đấy nhá. Đỗ Sung chính là con ma cờ bạc, bất cứ trường hợp nào cũng gài đồ ăn thua. Do vậy thì giới hắc đại gọi là sầu diện đồ quỷ. Sầm Tú Linh thì nóng mũi mà chấp nhận ngay. Cả bọn bàn bạc một hồi rồi kéo sang chỗ ở của Dương Hổ bên cạnh đấy. Sau khi sai ả tỷ nữ đi mời Thuần Vu Kỳ, họ nấp ký vào sau vách ngăn giữa chỗ uống trà và ngoạn thất. Lát nữa, khi chàng trai câm đến thì sẽ chỉ mình Lăng Nha Mỹ Nhân xuất hiện để làm tăng thêm vẻ khủng bố. Đỗ Sung thì bắt Sầm Tú Linh phải xóa tóc, mặc áo dài trắng. Lúc này thì đã cuối canh hai, ngoài trời tối tăm, trong phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ. Xem ra thì Thuần Vu Kỳ khó mà giữ được bình tĩnh. Lát sau, chàng câm cũng đã xuống đến. Thấy cửa chỉ khép hờ, chàng thản nhiên mà bước vào trong, ú ớ lên tiếng gọi Dương Hổ. Đúng như là kế hoạch, Sầm Tú Linh từ trong lù lù xuất hiện, nhe răng cười một cách kinh khiếp. Quả nhiên là Thuần Vu Kỳ cũng giật bắn mình. Nhưng mà lạ thay, chàng không hề rú lên mà lại tươi cười rất tươi, lướt đến mà ôm chặt lấy Sầm Tú Linh rồi hôn tới tấp lên mặt. Cả Lang Nha Mi Nhân lẫn 5 người đang ẩn nấp đều choáng váng trước diễn biến bất ngờ này, đều đứng trơ ra như phỗng. Riêng Sầm Tú Linh thì hổ thẹn đến bùn rùn tay chân, không nói lên lời. Lần đầu được nam nhân âu yếm, nàng bàng hoàng mà ngây ngất như người say rượu. Té ra là Thuần Vu Kỳ đang nhung nhớ Đan Nhược Tiên Tử, mà trong ánh sáng lờ mờ này thì trông Lang Nha Mỹ Nhân rất giống với cô.
chàng tưởng là Thuần Vu Tiệp đã về và bày trò để đùa giỡn. Chính là người chất phác, nồng nhiệt và không biết sợ, Thuần Vu Kỳ đã biểu lộ ngay tình cảm khát khao, chẳng thèm để ý đến việc đây là phòng của Dương Hổ. Cuối cùng thì vệ cửu cũng trấn tĩnh được, hắng giọng rồi bước ra, cười cười như là mếu. Công tử, xin công tử hãy buông Lục muội ra. Thuần Vu Kỳ không hiểu gì nhưng cũng vì xấu hổ mà buông người đẹp, cười cười với vệ lão. Sầm Tú Linh thì lập tức chạy vào trong, nhảy lên giường của Dương Hổ, chùm kín chăn, chẳng biết là nên cười hay là nên khóc. Bọn nam nhân thì biết tình hình rất gay cấn, mặt thì méo xẹo, bước ra chào Thuần Vu Kỳ. Vệ cửu giới thiệu các em rồi ấp úng giải thích. Đến lượt của chàng Câm thì đỏ mặt và nhăn nhó, ú ớ ra hiệu rằng mình xin lỗi Sầm Tú Linh. Sầu Diệu Độ Quỷ thì bị thua 100 lượng bạc nên tức tối mà nói: Ơi sao ơi, chẳng lẽ công tử háo sắc đến mức gặp ma quỷ cũng chẳng tha ư? Không thể thú nhận cuộc tình vụng trộm với người lạ mới đến nên chàng Câm chỉ còn cách gượng cười và gật đầu. Thấy lỗi do bọn mình chứ không phải là do Thuần Vu Kỳ nên Dương Hổ liền quắc mắt nhìn tứ đệ, rồi mời chàng Câm không sợ ma sang tiểu xá của vệ cửu Nhâm Nhi. Chàng Câm nhận lời ngay nhưng chỉ ngồi hai khắc là cáo lui. Có lẽ là Thuần Vu Kỳ còn áy náy vì chuyện vừa rồi. Khách đi rồi thì vệ cửu mới thở dài thườn thượt: Ơi, Lục muội tính tình trinh liệt, không chừng sẽ vì chuyện này mà lại nghĩ quẩn ấy. Ta là phải sang khuyên bảo nó vài câu mới được. Bốn người kia rầu rĩ nhìn nhau, hối hận vì đã tham gia trò đùa tai hại này. Vệ lão đi sang phòng của Dương Hổ, thấy không có ai thì biết Sầm Tú Linh đã về tiểu xá của nàng. Bốn vị hộ viện võ sư thì đã được Thuần Vu Hồng cấp cho chỗ ở riêng yên tĩnh và khang trang. Lúc này thì vệ cửu đã đến cửa phòng, gõ cửa và lên tiếng gọi. Sầm Tú Linh ra mở cửa, cúi gầm mặt vì xấu hổ. Vệ lão vào ngồi xuống ghế mà nghiêm giọng: Lục muội, ngươi tự hào mình là nhan sắc tuyệt luân, không chịu che giấu khuyết điểm, lại cố tìm một trượng phu anh hùng cai thế và biết chấp nhận, cho nên tình duyên mới lầm lỡ mãi đến bây giờ, khiến cho ta phải hổ thẹn với sư phụ ở dưới suối vàng đấy. Nay thì Thuần Vu Kỳ vô tình mạo phạm ngươi, chắc cũng là do thiên duyên tiền định thôi. Nếu Lục muội không chê y tật nguyền thì ta sẽ hứa tác thành duyên nợ. Ta là có ơn cứu mạng trang chủ nên chắc chắn là ông ta sẽ chấp thuận thôi. Và lại, khi ngươi cắt đi 2 chiếc răng nanh kia thì trong thiên hạ còn ai mà đẹp hơn ngươi? Có giàu như ngươi thì trang chủ và phu nhân sẽ rất vui lòng đấy. Trong 6 anh em thì Lăng Nha Mỹ Nhân còn là ái nữ của sư phụ vệ cửu, do vậy thì ông rất yêu thương nàng. Sầm Tú Linh ngước mắt lên, ánh mắt thì đầy vẻ cương quyết: Đại sư huynh, đừng có sợ tiểu muội tự sát, còn việc lương duyên với đại công tử thì cứ để cho tiểu muội suy nghĩ lại đã. Tiểu muội sẽ tìm cách gần gũi với Thuần Vu Kỳ, nếu được y thật lòng yêu thương thì tiểu muội sẽ nhờ đại sư huynh đứng ra tác hợp ạ. Vệ cửu gật gù và cau mày: Vậy cũng được, nhưng xem tình hình này thì có lẽ Thuần Vu Kỳ sẽ phải rời khỏi trăng khi gã giả hiệu kia xuất hiện. Tính khí của y thì ta biết rất rõ, vậy thì sư muội hãy chuẩn bị hành trang tiền bạc mà bám theo y ngay đi. Bọn ta thì sẽ ở lại đây tìm cách điều tra sự tình. Ta có linh cảm là việc này chính là âm mưu quỷ quyệt của Xảo Quá Thiên. Hai người bàn bạc kỹ lưỡng xong thì vệ cửu mới ra về. Lúc này là giữa giờ Mùi ngày 24, tri phủ Quảng Phúc Hán dẫn Tề Khôi Nguyên đến Thuần Vu gia trang. Khổ thay là trang chủ phu nhân lại không về kịp trong buổi sáng nay, nên Thuần Vu Hồng chẳng thể báo trước cho bà biết sự việc. Do vậy, lúc cuối giờ thìn, khi chủ khách đang uống trà đàm đạo thì Tiết Như Xuân bước vào. Sau khi thi lễ với Quảng tri phủ, bà rất đỗi kinh ngạc khi thấy chàng trai tuấn tú áo vải xanh kia quỳ xuống, mắt thì nhòa lệ, giọng thì run run: Mẫu thân, hài nhi mừng là được gặp mặt người rồi. Phu nhân ngơ ngác nhìn chồng, và Thuần Vu Hồng đành phải đi thẳng vào vấn đề.
ông bảo bà là an tọa đi, rồi đưa ra tấm áo lụa đỏ. Phu nhân, người hãy xem thử vật này đi. Tiết Như Xuân chẳng khó khăn gì để xác nhận một vật mà do chính tay tự mình làm ra. Bà ngơ ngác mà nói, Đây chính là chiếc áo của Kỳ Nhi mà khi bị nước cuốn trôi mà. Nhưng mà sao chàng trai kia lại gọi thiếp là mẹ? Thuần Vu Hồng liền kể lại nguồn cơn, khiến cho Tiết Như Xuân bàng hoàng sửng sốt. Bà mơ màng nhìn kỹ gương mặt của chàng trai đang quỳ và nhớ đến đứa con khác là đang ở hậu viện, bối rối thì bật khóc. Tướng công, sao lại có chuyện quái lạ như này? Đứa nào mới chính thực là Kỳ Nhi đây? Tuần Vu Hồng vội vỗ về bà và phân tích mọi lẽ, khẳng định là Tề Khôi Nguyên chính là con ruột. Ông hứa là sẽ giữ Á Tử lại làm con nuôi. Trước đó thì Thuần Vu Hồng đã sai tỷ nữ mời đại công tử. Thuần Vu Kỳ lên đến phòng khách thì cúi đầu thi lễ và bước đến mừng tử mẫu. Thấy bà ta khóc, chàng ngạc nhiên ra dấu hỏi lý do. Trang chủ phu nhân thì càng mùi lòng khóc, gục xuống bàn mà khóc nức nở. Thuần Vu Hồng liền bảo, Á Tử, con hãy ngồi xuống, ta có chuyện muốn bàn đây. Rồi ông tử tốn thuật lại sự việc, kể cả chuyện sẽ nhận chàng làm nghĩa tử. Thuần Vu Kỳ bị tật nguyền nên tính khí khá quyết liệt, không chịu đựng nổi sự oan khuất. Chàng đau lòng khôn xiết khi bị phụ thân từ chối. Niềm bi phẫn phủ mở tâm trí, chàng đứng dậy, đấm ngực kêu lên những tiếng bi thương ải oán. Rồi chàng quỳ xuống dập đầu lại trang chủ và phu nhân chín lạy, nước mắt thì tuôn ra như mưa. Linh cảm là sắp mất người con khiến cho Tiết Như Xuân sợ hãi, run rẩy mà nài nỉ, Kỳ Nhi, con đừng có bỏ mẹ mà. Nhưng chàng trai tổ nghiệp kia thì đã đứng lên lao vút ra ngoài cửa nhanh như làn gió thoảng. Trang phu nhân chỉ còn biết đau đớn mà rú lên, Kỳ Nhi. Rồi bà ngất xỉu, may mà được chồng nhanh tay đỡ lấy. Thuần Vu Hồng thì vội cáo lỗi với Quảng Chi Phủ, rồi bồng ái thê về khuê phòng, gọi tỷ nữ đến chăm sóc. Lát sau thì phu nhân tỉnh lại, nhớ đến cảnh con trai ra đi tay trắng, không tiền bạc, không hành lý và sẽ trở lại kiếp ăn mày như trước, bà đau lòng xé ruột mà gào khóc và trách móc chồng. Tướng công, người một đời sáng suốt mà nay lại hồ đồ từ bỏ con ruột của mình, đẩy Kỳ Nhi vào cảnh khốn cùng như vậy. Thiếp là hận chàng. Rồi bà lại ngất xỉu, nằm liệt ra giường mà không ra khỏi phòng. Mỗi lần gặp mặt trượng phu thì lại bật khóc và nói, Chàng là đã giết con của chúng ta rồi, Tiếp là không muốn thấy mặt chàng nữa. Dù tin rằng mình có lý, nhưng Thuần Vu Hồng cũng giàu thối ruột, sợ là ái thê phát cuồng. Ông cho mời đại phu tới phục dưỡng, nhưng Tiết Như Xuân hất đổ không chịu uống. Chưa đầu tháng 6, Thuần Vu Tiệp hồi trang, nghe hai ả tỷ nữ kể lại sự tình thì nàng bật khóc và cơ hồ té xỉu. Giờ đây thì nàng chẳng cần của cải hay là tài sản, chỉ cần là được sống với người mình yêu. Thuần Vu Tiệp thì đã quyết định là ra đi tìm kiếm Thuần Vu Kỳ. Nhưng Vệ Cửu thì đã đến to nhỏ với nàng rất lâu. Sắc mặt của Đan Nhược tiên tử tươi lại, tay áo mà sang thăm mẹ. Thấy con gái thì trang chủ phu nhân ôm chầm lấy mà khóc rồi kể nề. Thuần Vu Tiệp thì liền thì thầm, mẫu thân, người hãy cứ an tâm, Vệ tổng quản đã cho người mang vàng bạc đuổi theo để chiếu cố cho đại ca rồi. Mẫu thân, người là phải gượng vui để cùng Hài Nhi điều tra cái gã giả mạo kia. Vệ lão là đã sớm cử người đi tân hương do thám rồi, chỉ ít ngày nữa là có tin thôi. Vệ lão thì đoán chắc là sẽ đưa đại ca về cho mẫu thân đó. Những điều cụ thể ấy đã khiến cho Tiết Như Xuân yên lòng. Bà là rất tin tưởng vào sự mẫn cán của Vệ Cửu. Phu nhân lúc này thì vui vẻ tắm gội, tay áo, rồi cùng với cả Thuần Vu Tiệp bàn tính kế hoạch. Thấy đã chu toàn, bà sai tỷ nữ mời Thuần Vu Hồng đến. Thấy ái thê đã tươi tỉnh trở lại, trang chủ thì vui mừng khôn xiết, bỗng khen ngợi con gái. Tiệp Nhi, con quả là có tài thuyết khách nên mới an ủi được mẫu thân đó. Nếu con không về thì chắc ta buồn đến chết mất. Đan Nhược tiên tử che miệng mà cười khúc khích. Phụ thân khoan mừng,
Hãy nghe mẫu thân hỏi tội đây này. Thuần Vu Hồng bén lén nhìn vợ yêu và nói: ta là biết nàng rất đau khổ, nhưng hãy tin vào quyết định của ta. Tiết Như Xuân cười mắt: chứng cứ của Tề Khôi Nguyên nào có vững chắc hơn những gì Kỳ Nhi đã kể đâu. Tướng công, người có nghi ngờ gì thì xin cứ nói ra đi. Lúc đầu là do quá bất ngờ nên thiếp bối rối thôi. Sau thì suy nghĩ lại thì hoàn toàn có thể khẳng định ai mới là con mình. Thuần Vu Hồng bực bội kể ra những nghi vấn. Thứ nhất là việc Á Tử có quá nhiều dâu, trong khi mấy đời nhà Thuần Vu đều không phải dòng Đa Mau. Thứ hai, vì sao Á Tử lại biết viết chữ Kỳ khi bị câm trước lúc cứu mạng. Thứ ba là Trương Chân Nhân chẳng thể sống đến 140 tuổi, và chính vệ tổng quản đã xác nhận rằng Á Tử không thi triển võ nghệ của núi Võ Đăng. Phu nhân, nàng thử giải thích cho ta nghe xem. Tiết Như Xuân thở dài buồn bã: tướng công, sao người không hỏi sớm hơn mà thiếp đã nuôi dưỡng trong lòng để trở thành hồ đồ? Ba điều ấy thì thiếp đều biết rõ mà. Thuần Vu Hồng chợt dạ trước sự tin của vợ, ông ấp úng mà hỏi: Vậy thì thực ra làm sao? Tiết Như Xuân tư lự: chúng ta là lấy nhau khi tiên phụ từ trần 4 năm, do vậy thì chàng đâu biết tiên phụ là người Đa Mau đâu, dâu rất rậm đấy. Kỳ Nhi thì giống thiếp thì tất phải tự hưởng nét ấy của ông ngoại, có gì là lạ đâu. Thuần Vu Hồng bối rối: nàng nói cũng có lý, nhưng còn việc thứ hai thì sao? Kỳ Nhi của chúng ta đâu biết viết tên của mình đâu. Tiết Như Xuân thở dài mà ứa nước mắt: là chính thiếp đã dạy con đấy. Chàng không nhớ là đã mang về từ Bắc Kinh một con mèo bằng ngọc bích hay sao? Dưới bụng của con mèo là có khắc một chữ Kỳ, và thiếp đã chỉ vào đấy, bắt con phải dùng phấn mà viết theo ra bản đó. Chính là Kỳ Nhi thông minh đính ngộ nên chỉ vài lượt là liền nhớ ngay. Thuần Vu Hồng toát mồ hôi, không tin vào chính mình nữa. Ông còn đau lòng hơn khi nghe Tiết Như Xuân kể: năm ấy Kỳ Nhi nghe kể về đám tăng hổ phú hộ, liền bắt chước đem bích ngọc miêu đi chôn trong một hốc đá kín đáo của hòn Giả Sơn phía đông Bắc Hoa Viên. Chính là hồi đầu năm vừa rồi Kỳ Nhi đã tìm lại được, liền đem khoe với thiếp. Nếu không phải y dấu thì làm sao mà tìm ra được. Còn việc Trương Chân Nhân thì chính sư phụ của Tiệp Nhi đã xác nhận rằng mới gặp hồi 2 tháng trước. Chân Nhân là có kể rằng mình đang đi tìm đứa học trò nhỏ bị câm, nghe quái tẩu bảo rằng Kỳ Nhi đã về Thuần Vu Gia Trang, Chân Nhân vội mừng rỡ mà bỏ đi đó. Thuần Vu Hồng nghe xong thì liền bùn rùn tay chân, hối hận đến mức chỉ muốn chết cho xong. Ông ứa nước mắt mà cầm tay vợ: ôi chào, ta thật là đáng chết ngàn lần. Mong là nương tử tha lỗi cho kẻ hồ đồ này, ngu ngốc quá. Ta thề sẽ tìm ra Kỳ Nhi trong thời gian sớm nhất. Và ông nghiến răng: để ta bảo Quảng Chi Phủ tra hỏi tên giả mạo kia, xem ai là kẻ chủ mưu. Đan Nhược tiên tử đang khóc giấm dứt thì chợt lên tiếng: khoan đã phụ thân, Hài Nhi e rằng là chính Quảng Chi Phủ cũng có liên quan đến âm mưu này đấy. Chúng ta là phải bí mật thu thập chứng cứ đầy đủ rồi mới có thể đưa Tề Khôi Nguyên ra trước công đường. Tạm thời thì phụ thân cứ bỏ họ Tề sang Dinh Chi Phủ ở tạm đi, cho mẫu thân lành bệnh đã. Sau đó chúng ta sẽ cho người nghe ngóng những cuộc bàn bạc của họ. Hơn nữa, vệ lão đã cử 2 sư đệ đi tấn hương điều tra về Tề Gia Trang cũng như là Dinh Huyện Lệnh. Thuần Vu Hồng tròn mắt kinh ngạc: nha đầu này không ngờ lại có tài bày binh bố trận đấy. Đan Nhược tiên tử bé lén thú nhận: thì ra Hài Nhi nào có tài cán gì đâu, đấy là ý của vệ tổng quản đấy chứ. Thuần Vu Hồng hổ thẹn than: không ngờ là vệ cửu lại sáng suốt hơn cả ta. Đan Nhược tiên tử cười khanh khách: thực ra thì
phụ thân còn kém cả mẫu thân hài nhi nữa đấy. Thuần Vu Hồng gật đầu công nhận và lẩm bẩm: Ừ, lạ thật đấy. Nhưng sao mà Tề Khôi Nguyên lại có tâm áo và biết được vị trí nốt ruồi son ở trên ngực của nàng? Tiết Như Xuân đỏ mặt mà đáp: Tấm áo kia thì có lẽ đã tuột khỏi người của Kỳ Nhi, vướng trên tảng cây. Hôm ấy thì Tề Khả Khách quả thực có cứu được một đứa bé, đồng thời thì nhặt được cả tấm áo nữa. Chắc là lúc ấy tấm áo vẫn còn tốt, lên áo có giữ lại cho đứa con nuôi mặc. Sau này thì ai đó phát hiện ra nên mới bàn với lão việc thay mận đổi đào, và có thể người ấy chính là Tề Khôi Nguyên. Còn nốt ruồi kia thì mấy chục tỷ nữ của Tiết Gia Trang đều thấy lúc thiếp còn nhỏ, có gì là bí mật đâu. Cách lý giải thông suốt của Tiết Như Xuân khiến cho Thuần Vu Hồng tán phục: Ôi chào, ta thật là đáng xấu hổ khi không hề biết vợ mình lại thông tuệ đến như vậy. Tiết Như Xuân thì nguýt chồng và nháy mắt ra hiệu, rồi hiền hòa bảo con gái: Tiệp Nhi, con là bậc thiên hương quốc sắc nên ta không nỡ bắt con làm vợ của một kẻ tàn tật như Kỳ Nhi. Hay là để ta tìm người nào tài mạo song toàn thì xứng đáng gả cho con nhé. Thuần Vu Tiệp giật thót mình, sợ hãi mà nói ngay: Mẫu thân, người chớ nói như vậy. Hải Nhi nào có dám chê bai Kỳ Ca tàn phế đâu. Hải Nhi là chẳng hề muốn xa rời Thuần Vu Gia Trang và phụ mẫu đâu. Hiểu ý của vợ, Thuần Vu Hồng nghiêm sắc mặt: Không được, dẫu sao cũng có danh nghĩa huynh muội, đâu thể lấy nhau được. Ta là đã chọn nam tử của Quảng Chi Phủ cho Tiệp Nhi rồi đây. Khoảng tháng 8 là sẽ cử hành hôn lễ. Thuần Vu Tiệp thất sắc, vội tuột khỏi ghế, quỳ xuống khóc lóc và van xin: Hải Nhi, Hải Nhi quyết không lấy ai ngoài Kỳ Ca đâu. Mong là song thân thanh toàn cho, nếu không Hải Nhi sẽ tự sát đó. Tiết Như Xuân mỉm cười: Thôi được rồi, con đã quyết tâm làm vợ của Kỳ Nhi thì ta cũng sẽ tác thành thôi. Hãy đứng lên đi. Đan Nhược Tiên Tử mừng rỡ và xấu hổ đến gục đầu vào vai của mẹ. Thuần Vu Hồng thì cười khanh khách, tỏ ý hài lòng rồi rời khỏi phòng. Ở đây thì Tiết Như Xuân kéo con dâu ngồi xuống rồi nói nhỏ, nhưng Đan Nhược Tiên Tử nghe chừng như sẽ đánh ngang tay: Nào nào nào, ngồi xuống đây, để ta thăm mạch xem là con có thai chưa. Té ra là bà đã biết tất cả những gì xảy ra ở dưới mái Tây Sương ư? Lúc này thì chúng ta tạm gác cuộc phá án thế thân ở Thuần Vu Gia Trang mà quay lại với chàng Cầm tội nghiệp. Số là Thuần Vu Kỳ đau đớn đến phát cuồng, chạy như bay ra khỏi nhà, lướt nhanh trên con đường trục Bắc Nam, khiến cho người trong thành nhìn nhau mà ngơ ngẩn. Họ thì tự hỏi là chàng trai kia là điên hay là ăn cướp đang bỏ chạy. Đứa con bị từ chối ấy chính là rời khỏi cửa Nam, tiếp tục phi thân cứ như đang chạy đua với người kỵ sĩ phía sau vậy. Nắng hạ thì chói chang, đã làm cho Thuần Vu Kỳ sớm mệt mỏi và khát nước. Chàng dừng chân ở bìa một cánh rừng cách Khai Phong tầm 9 dặm. Nhờ vậy mà người nữ kỵ sĩ áo màu xanh, đội nón rộng vành, chung quanh thì có rèm bằng the mỏng màu đen mới bắt kịp. Nàng ta dừng cương trước mặt của Thuần Vu Kỳ, tháo túi ra đựng nước ném cho chàng. Dù là ngạc nhiên nhưng vì đang khát nên chàng không từ chối, liền tu ngay một hơi dài. Nữ kỵ sĩ kia xuống ngựa, nột nón, đứng nhìn chàng mà cười tùm tìm. Nhận ra ngay gương mặt đẹp tuyệt trần và hai chiếc răng sói quái dị của Sầm Tú Linh, Thuần Vu Kỳ hổ thẹn vì nhớ đến lúc mình ôm chặt nàng, hôn lên má, lên môi. Chàng lúng túng mà ra dấu: cô nương, sao cô nương lại đuổi theo ta? Sầm Tú Linh cười đáp: Vậy đại ca là đã tiên đoán trước nên có sai nô tỳ mang theo hành lý và bảo kiếm đến cho công tử đây, và nô tỳ là có nhiệm vụ tháp tùng công tử đến núi Võ Đăng. Thuần Vu Kỳ buồn rầu xua tay, ý rằng là không muốn nhận bất cứ vật gì của Thuần Vu Gia Trang, đồng thời thì chàng cũng chẳng cần nàng tháp tùng. Lăng Nhà Mỹ Nhân nghiêm giọng:
Vụ án thế thân ở Thuần Vu Gia Trang rất phức tạp và quan hệ đến cơ nghiệp cũng như là tính mạng của trang chủ cùng với cả phu nhân. Mong là công tử hãy bình tâm lắng nghe nô tỳ trình bày đây. Nàng ngồi xuống bãi cỏ giấy bóng mát của tàn cây cổ thụ, rồi đưa bàn tay ra dấu mời ngồi. Thủ pháp của nàng thì rất điêu luyện, nhanh nhẹn, cứ như là một người câm thực thụ vậy. Thuần Vu Kỳ kinh ngạc mà hỏi: "Cô nương, sao cô nương lại biết thứ ngôn ngữ bằng tay này vậy?" Lăng Nhà mỹ nhân đáp bằng lời: "Là tiên mẫu cũng là người bị á tật bẩm sinh, nên từ nhỏ nô tỳ đã học á ngôn thủ hiện toàn thư để mà trò chuyện cùng với cả mẫu thân đó. Vào thời Bắc Tống thì một bậc danh sĩ tài cao học rộng đất Trung Nguyên cũng bị câm. Ông bèn sáng tạo ra một hệ thống dấu hiệu gồm cử chỉ của hai bàn tay liên quan đến đầu, mặt, thân thể để giúp người câm diễn đạt ý của mình. Sách á ngôn thủ hiện toàn thư được truyền bá rộng rãi và rất được nhiều người khiếm khuyết ưa chuộng. Thuần Vu Kỳ thì cũng được Trương Chân Nhân dạy nói bằng tác phẩm chứ danh này. Nay thì gặp được người thông hiểu mình, chàng vô cùng mừng rỡ, bất giác thì sinh lòng yêu mến Sầm Tú Linh." Chàng ngồi xuống mà nghe nàng kể hết về kế hoạch của Vệ Kiều, lòng thì bình thản trở lại, yên tâm mà lên đường đi Hồ Bắc. Chàng chính là phải có mặt ở trên núi Võ Đang trước ngày rằm tháng 8. Sứ mạng này thì rất quan trọng nên chàng chẳng dám trễ nải. Thấy chỉ có một con ngựa, chàng ra hiệu rằng là mình sẽ đi bộ, còn Sầm Tú Linh thì sẽ cưỡi tuấn mã. Lăng Nha mỹ nhân thì đỏ mặt mà cười thủy mị: "Công tử, người ngồi chung với nô tỳ cũng được mà. Hôm trước chàng chính là đã ôm hôn người ta, giờ lại còn ngại ngùng cái gì nữa. Hơn 20 dặm nữa thì mới đến Long Oai để mua thêm ngựa cơ. Công tử đi bộ như vậy làm sao nổi." Thuần Vu Kỳ nghe nhắc đến lỗi cũ thì díu díu mà nghe lời lạn nhân. Và lại thì chàng vốn là người phóng khoáng, ít câu nệ tiểu tiết. Trên ngọn núi hoang vu kia thì làm gì có đàn bà con gái để mà Trương Chân Nhân nhắc nhở đến. Lăng Nha mỹ nhân thì tung mình lên trước, chàng liền nhảy theo sau. Chưa cưỡi ngựa bao giờ nên Thuần Vu Kỳ cảm thấy bất an, liền ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Sầm Tú Linh thì rùng mình vì rất ngượng ngùng, nhưng không hề phản kháng lại. Từ ngày bị chàng ngố kia ôm hôn, Sầm Tú Linh chẳng còn úy kỵ gì nữa, chỉ mong sao là chàng xứng đáng để mình thờ phụng. Về phần Thuần Vu Kỳ thì cũng bắt đầu xao xuyến bởi da thịt mềm mại của mỹ nhân, cũng như là hương thơm từ tóc của nàng. Chàng khoan khoái, ngất ngây, tưởng như là đang được ôm Thuần Vu Tiệp. Chàng là không nổi tà ý và cũng không áy náy, chỉ là thản nhiên hưởng thụ cái tâm trong sáng, tự nhiên, nhìn nhiên thôi. Bất giác thì Thuần Vu Kỳ mỉm cười, cho rằng là sư phụ đã sai lầm khi bắt chàng phải tránh xa các mỹ nhân. Thuần Vu Tiệp và Sầm Tú Linh đều là rất đẹp và đối đãi rất tốt với chàng. Lăng Nha mỹ nhân lúc này thì biết một đường mòn vắng vẻ đi tắt đến trấn Long Oai, nên không ra quan đảo cho thiên hạ cười, cứ lặng lẽ thúc ngựa đi chậm rãi để kéo dài những thời khắc ôn nhu tuyệt diệu này. Chợt thấy tuấn mã vấp phải mô đất khiến cho Thuần Vu Kỳ sợ hãi ôm chặt hơn. Sầm Tú Linh phì cười, hiểu rằng là chàng ngốc này không biết cưỡi ngựa. Nàng liền dừng cương ngựa mà bảo: "Đoạn đường này rất vắng đấy, công tử hay là người hãy học thuật kỵ mã để mai sau mà sử dụng đi." Thuần Vu Kỳ nghe nói có lý, liền nhận lấy dây cương, làm theo sự chỉ dẫn của nàng. Khi chàng đã nắm được cơ bản thì Sầm Tú Linh xuống ngựa để cho chàng cưỡi thử một lần. Thuần Vu Kỳ thì giỏi khinh công nên học thuật cưỡi ngựa rất nhanh, thực tập chỉ nửa canh giờ thì đã thành thạo. Chàng là hứng thú, ra hiệu gọi Sầm Tú Linh lên mà ngồi sau lưng để chàng chở đi. Đến lượt Lăng Nha mỹ nhân ngây ngất vì mùi đàn ông ngai ngái và quyến rũ đó. Dục tính bao năm bị dồn nén lại, giờ thì bùng lên như nước vỡ bờ. Nàng khát khao được ôm lấy thân hình cường tráng, săn chắc của chàng. Nhưng Lăng Nha mỹ nhân thì lại là một nữ nhân cả thẹn và kiên quyết. Nàng không chiều theo cảm xúc của xác thân mà cố đè nén xuống. Nàng là muốn biết chắc rằng Thuần Vu Kỳ có phải là người mình mơ ước hay không. Sau đó thì việc chàng dành cho mình tình cảm chân thành, tha thiết đến đâu. Nếu không có một trong hai điều ấy thì nàng sẽ lặng lẽ ra đi.
Do là đã có chủ ý như vậy nên Sầm Tú Linh vẫn ngồi xa mà không chạm vào người của Thuần Vô Kỳ. Sáng hôm sau thì hai người đã tới trấn Long Oai và có thêm một con tuấn mã. Sầm Tú Linh chính là đã mua cho Thuần Vô Kỳ vài bộ võ phục, vì mớ quần áo của nàng vơ vội trong phòng chàng chẳng hề thích hợp với cảnh phiêu bạt giang hồ. Tối qua thì Sầm Tú Linh đã hỏi thử: Vì sao đêm hôm ấy công tử lại không hề sợ hãi mà lại ôm lấy nô tỳ vậy? Thuần Vô Kỳ là thật thà thú nhận mối tình của mình với Thuần Vô Tiệp và cả ý định tác hợp của mẹ mình. Lăng Nha mỹ nhân nghe xong thì lòng chua xót, sợ cảnh lẻ mọn sau này. Nàng trằn trọc cả đêm, quyết định gác lại chuyện tình duyên, chỉ theo Thuần Vô Kỳ như một thủ hạ thôi. Sau khi mà đưa chàng đi võ đăng sơn trang về an toàn, nàng sẽ trở lại Hàm Đam. Thuần Vô Kỳ thì hoàn toàn không có chút kinh nghiệm giang hồ, chẳng thể một mình mà rong ruổi được. Nhưng chàng Câm thì lại không hiểu được tâm sự ấy. Chàng vui vẻ chuyện trò, hỏi han Sầm Tú Linh về nếp sống của khách võ lâm. Khi được giải thích, chàng nhìn nàng với ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ. Có lần thì chàng còn ngắm nàng rất lâu và thản nhiên khen rằng là nàng rất đẹp. Xong thì điều này chẳng thể làm cho Sầm Tú Linh vui lên. Thời gian còn lại thì còn dài nên hai người chẳng cần phải vội. Chỉ đến mỗi địa phương, họ đều nán lại vài ngày để cho Thuần Vô Kỳ được thưởng lãm các thắng cảnh hoặc là ngon miệng với những món ăn đặc sản của mỗi vùng. Rõ ràng thì chàng Câm thơ ngây như một đứa trẻ lên 10, kể cả việc xài tiền tiêu. Chàng chính là không biết giá trị của vàng bạc hay là những tờ đại minh thông hành bản sao. Không biết vì sao mà Sầm Tú Linh phải trả giá khi mua vật dụng. Nàng là vừa bực bội vừa tội nghiệp, dạy bảo tỉ mỉ cho chàng trai sơn dã kia cách sống nơi đô hộ. Sầm Tú Linh chợt thắc mắc: thế suốt mười mấy năm qua công tử và Trương Chân Nhân sống bằng cách nào vậy? Tiền ở đâu? Tiền đâu mà mua thực phẩm và y phục? Thuần Vô Kỳ vui vẻ đáp: dưới chân núi mà ta và sư phụ cư trú thì có một bản lớn của người thiểu số. Họ là thường mang nếp, kê, ngô, muối, thịt rừng lên biếu sư phụ vì ông trị bệnh cho họ đó. Sầm Tú Linh che miệng mà cười khúc khích: té ra là Trương Chân Nhân cũng ăn thịt. Thuần Vô Kỳ gật đầu mà biết: đạo giáo thì khác với Phật giáo mà. Các đạo sĩ ăn chay để giới dục chứ không phải vì giới sát đâu. Gia sư thì đã đạt mức phản phác quy chân, lòng thì trống không, thanh tĩnh, vô tri, chẳng chút dục vọng nên không cần phải chay tịnh nữa. Với ông thì rượu thịt hay là đậu hũ cũng giống nhau mà thôi. Lang nhà mỹ nhân hỏi đùa: thế còn tông tử thì luyện đến trình độ nào rồi? Thuần Vô Kỳ ngượng ngùng mà đáp: nhờ ơn giáo dưỡng của ân sư, ta là biết xem thường của cải, danh lợi, xong thì vẫn còn hơi háo sắc đó. Trong lúc nói thì ánh mắt của chàng nhìn Sầm Tú Linh với vẻ đắm say, khiến cho nàng dùng mình hổ thẹn. Tuy vậy, trong suốt mấy trăm dặm đường, Thuần Vô Kỳ không hề xuồng xã với Sầm Tú Linh. Mặc dù có những lần họ đứng sát bên nhau để trú mưa, hoặc là cùng nằm bên đống lửa hồng bìa rừng vì lỡ độ đường. Gần trưa ngày cuối tháng 6, hai người đã đến thành Nam Dương, vào Kỳ Lân Đại Tiểu Điếm dùng cơm. Không phải vì nơi đây bán thịt kỳ lân, mà vì có một con kỳ lân bằng đá bạch thạch cao đến gần trượng, chiếm trệ chấn giữ mảnh sân rộng trước quán. Tiểu điếm Kỳ Lân thì không có lầu nhưng rộng mênh mông, chung quanh thì là vườn hoa xinh đẹp râm mát. Khi bước vào trong, phát hiện ra ngay là thực khách toàn là người võ lâm. Lăng Nha mỹ nhân thoáng cau mày, hiểu rằng là Nam Dương đã phát sinh đại sự. Những cao thủ thành danh kia thì chẳng ở không mà vác mặt đến đây làm gì. Nàng chính là chọn một bàn sát cửa sổ, ngồi nhìn ra vườn để tránh mặt người quen. Cặp răng sói của Sầm Tú Linh chỉ lộ ra khi nàng nói cười, còn thường thì chúng bị cặp môi anh đào chín mọng che khuất. Do vậy thì với tư thế này, người ngoài khó mà nhận ra nàng, dù là chiếc nón rộng vành đã được lột bỏ. Chả cần phải hỏi han ai, Sầm Tú Linh cũng biết được lý do hiện diện của đám hào khách kia. Người võ lâm thì thường ăn to nói lớn,
vỗ ngực xưng tên, cố tỏ ra là mình là kẻ cao kiến. Mục tiêu của họ là Tiết Gia Trang ở ngoài cửa Nam Thành. Tiết Trang chủ là bậc đại phú hào, nhưng thời trai trẻ đã từng vác gươm phiêu bạt giang hồ, có danh hiệu là Kình Thiên Đại Hiệp, tên gọi là Tiết Cao Vân. 15 năm trước, Tiết Đại Hiệp lỡ tay đánh chết bằng hữu là Cửu Giang Thần Quyền Tạ Quốc Tân trong một cuộc tỷ võ. Tạ Quốc Tân chính là bị trúng một đòn vào tâm thất, miệng hộc máu. Họ Tạ thì giận dữ lên ngựa bỏ về, nhưng chưa về đến nhà thì chết ở dọc đường. Tiết Cao Vân nghe tin thì vô cùng hối hận, đến Cửu Giang chịu tội nhưng đã quá trễ. Sau khi chôn cất Tạ Quốc Tân, vợ con của Cửu Giang Thần Quyền đã bán nhà mà bỏ đi đâu không rõ. Giờ đây thì con trai Tạ Thần Quyền là Tạ Ngân Long đã trưởng thành và nhờ công lý hội đứng ra đòi Tiết trả nợ máu. Tuần Vũ Kỳ thì không điếc nên cũng nghe được những lời đàm đạo bàn bạc của đám hào kiệt. Chàng cau mày chấm rượu vết lên trên mặt bàn. Kình Thiên Đại Hiệp Tiết Cao Vân chính là bào huynh của Gia Mẫu đó. Năm xưa thì ông phản đối mối lương duyên của gia phụ và Gia Mẫu nên không hề liên lạc. Tuy nhiên thì ta không thể bỏ mặc cậu của mình được. Lăng Nha mỹ nhân cũng gật đầu. Công tử, người nói rất phải đấy. Ăn uống xong thì chúng ta sẽ theo đám cao thủ kia để mà tìm đến Tiết Gia Trang nhé. Thuần Vũ Kỳ lại viết. Công lý hội là tổ chức như thế nào vậy? Văn tự của Trung Hoa là loại chữ tượng hình chứ không phải tượng thanh. Do vậy thì những dấu hiệu trong ngôn ngữ người Câm không thể diễn tả được những ý trừu tượng, nhất là các danh từ như tên người chẳng hạn. May mà Thuần Vũ Kỳ biết viết chữ. Sầm Tú Linh tư lự mà đáp. Công lý hội là một bang phái rất thần bí, mới xuất hiện độ 7-8 năm nay thôi. Không ai là biết lai lịch cũng như là căn cứ của công lý hội. Song thì dường như họ rất đông nhân thủ, có mặt khắp các nơi địa bàn sầm uất. Ai có mối thù cần báo phục là họ sẽ đến liên hệ và nhận trách nhiệm giúp đỡ. Bản lĩnh của các sứ giả công lý hội thì rất cao cường, thủ đoạn thì lại tàn nhẫn phi thường. Thường thì họ sẽ yêu cầu đối phương phải dùng vàng bạc để bồi thường hoặc là hóa giải mối oan cừu. Khi hộ chủ không đồng ý thì họ sẽ ra tay chém giết. Tổng cộng thì đã có 30-40 cao thủ võ lâm bị mất vàng hoặc là mất mạng. Có điều lạ lùng là tất cả những người nhờ vả đến công lý hội thì đều đã biệt tâm, không hiểu là bị thủ tiêu hay là trở thành thủ hạ của tà hội kia nữa. Tuần Vũ Kỳ cau mày. Tiết Kiều Phụ lỡ tay giết bạn thì chắc sẽ vui lòng mà bỏ vàng ra đền cho vợ con của bằng hữu, chỉ sợ là gã Tạ Ngân Long kia lại không đồng ý thôi. Sầm Tú Linh gật đầu. Đúng vậy đó, lúc ấy thì sẽ không thương lượng gì hết cả, chỉ còn đòi nợ máu mà thôi. Có lẽ vì biết chắc như vậy nên Tiết Đại Hiệp đã mời đồng đạo đến hỗ trợ. Ông ta chính là có giao tình sâu đậm với hai phái Võ Đang và Tiếu Lâm, cũng như là nhiều đại nhân trên giang hồ. Giờ này thì đã giữa giờ ngọ, đám hào khách đã no say, ngất ngường rời Kỳ Lân Đại Tiểu Điếm, đi về hướng Nam để đến Tiết Gia Trang. Thuần Vũ Kỳ và Sầm Tú Linh thì cũng bám theo họ, cách xa chừng một dặm để tránh những luồng bụi mịt mù của đoàn kỵ sĩ đông đảo. Tiết Gia Trang chính là ở cách cánh cửa hơn chục dặm, tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, chung quanh là rừng trà bạt ngàn. Nhưng trồng trà thì chẳng phải là nghề chính của họ Tiết. Ba đời nay, Tiết Gia kinh doanh tiền trang, cơ sở đều ở trong thành. Tổ phụ họ Tiết vốn là người Sơn Tây, đến Nam Dương lập nghiệp đã mấy chục năm nay. Tuần Vũ Kỳ thì ngỡ ngàng nhận ra ngay là kiến trúc của Tiết Gia Trang hoàn toàn giống hệt với Thuần Vũ Gia Trang. Thì ra là mẹ của chàng tưởng nhớ cố hương nên đã cho xây dựng Thuần Vũ Gia Trang y như nơi sinh trưởng. Do sự phản đối của Kình Thiên Đại Hiệp Tiết Cao Vân nên sau đám cưới, cha mẹ của chàng phải rời khỏi Nam Dương. Với 10 vạn lượng vàng làm của hồi môn, đôi uyên ương đến khai phong xây tổ ấm. Và tài kinh doanh của Thuần Vũ Hồng đã phát triển vô số vốn kia nên hàng trăm lần. Thuần Vũ Hồng thì quê đất ở Dương Châu, nơi có nghề chạm ngọc nổi tiếng nhất nước, chẳng thua gì đất Bắc Kinh. Ở quê thì không cạnh tranh lại những đồng nghiệp nhiều vốn liếng,
Thuần Vu Hồng phấn chí mà ra đi, đến Nam Dương mở một cửa hiệu nhỏ. Tiết Như Xuân chính là khách hàng thường xuyên lui tới, và rồi họ đã yêu nhau. Tiết Lão Thái thì cảm mến chàng thợ ngọc khéo tay, thông minh, giỏi thi phú nên đã tác thành. Lão Thái cũng là con nhà bần dân về làm dâu nhà họ Tiết nên rất thông cảm, bỏ qua cả việc môn đăng hộ đối. Tiết Cao Vân thì cho rằng là Thuần Vu Hồng là gã đào mỏ nên rất chán ghét. Ông không dám cãi lời Tiết Lão Thái, nhưng ra điều kiện rằng em gái và em rể không được ở đất Nam Dương. Thỉnh thoảng thì Tiết Lão Thái cũng đi khai phong thăm con cháu, nhưng bà đã cưới Hà Quy Tiên cách đây 4 năm. Sau đó thì mối liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Vì vậy, Tiết gia không biết việc Tiết Như Xuân đã tìm được đứa con bị mất tích. Giờ đây thì Thuần Vu Kỳ bồi hồi bước vào nhà cậu ruột của mình, lòng thì ngổn ngang trăm mối tơ vò. Sầm Tú Linh thì mới được nghe chàng kể chuyện xưa thì hiểu ngay tâm trạng, liền nói nhỏ: "Công tử, người là hãy khoan nhận họ hàng đã, cứ dùng tên giả mà ra mắt đi, chờ xong việc rồi hẵng hay. Nô tỳ sẽ giới thiệu tên của công tử là Trương Tiểu Kỳ." Thuần Vu Kỳ mỉm cười tán thành, thích thú vì cái tên kia mang họ của ân sư. Ngay sau cổng trăng, cạnh đường vào cũng có một tòa tiểu đình, và trước hiên là bản ghi danh tính khách đến. Lễ tân thì gồm hai người, một già một trẻ. Người trẻ thì tuổi đôi mươi, phụ trách việc ghi chép. Người già thì là một lão nhân mày thang mắt sáng, râu nom chòm đen nhánh, mặc trường bào của thư sinh. Ông ta chỉ có trách nhiệm quan sát và mỉm cười. Sầm Tú Linh thì nhận ra ngay huyền cơ thư sinh Lư Thiếu Kỳ là một người thông minh, uyên bác nhất võ lâm, và cũng là bằng hữu của cha nàng. Tú Linh vội nột nón tươi cười: "Là Lư đại thúc, sao người lại có mặt ở đây?" Lư Thiếu Kỳ hoan hỉ mà đáp: "Ái chà, không ngờ là tiểu nha đầu này vẫn xinh đẹp như ngày nào và trẻ như gái đôi mươi vậy." Ông chợt nhận ra ngay chàng trai tuấn tú mặc võ phục lam đứng bên cạnh nàng, liền nheo mắt mà nói đùa: "Này, ai đấy? Phải chăng là Linh Nhi của ta đã tìm được một gã không biết sợ ma làm chồng ư?" Sầm Tú Linh đỏ mặt mà chối đầy đầy: "Đại thúc chớ có hiểu lầm, đây là Trương công tử, là chủ nhân của tiểu nữ đấy." Huyền cơ thư sinh biến sắc, miệng cười nhạt: "Sao? Ái nữ của Hàm Đan thần kiếm mà cũng phải đi hầu hạ người ta ư? Lão phu là không hiểu nổi đâu đấy." Sầm Tú Linh bối rối xua tay và nháy mắt với lão. Huyền cơ thư sinh thì hiểu ngay, cười khanh khách: "À, té ra là như vậy, lão phu hiểu rồi." Ông quay sang mà hỏi Thuần Vu Kỳ: "Chẳng hay là phương danh của Trương công tử là chi?" Chàng câm mỉm cười không nói, để mặc cho Sầm Tú Linh khai báo: "Dạ bẩm đại thúc, tên của chàng là Trương Tiểu Kỳ." Là người thông tuệ tuyệt luân, Lư Thiếu Kỳ phát hiện ngay ẩn tình thì buột miệng mà nói: "Sao? Chẳng lẽ là y bị câm ư?" Thuần Vu Kỳ gật đầu ngay chẳng chút mặc cảm, miệng thì vẫn nở nụ cười hồn nhiên. Đôi nam nữ quái dị kia đi rồi, Lư lão vuốt râu mà lẩm bẩm: "Linh Nhi đã thể chỉ lấy bậc anh hùng cái thế, vậy chẳng lẽ gã câm này lại là một đại cao thủ ư? Nếu quả đúng là như vậy thì phen này Tiết gia có cơ hội thoát nạn rồi. Nhưng mà liệu y có chịu liều mạng ra tay giúp đỡ hay không?